Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 1 giờ trưa ở Cali, ở Việt Nam. Các bạn bước qua là ngày đầu tuần, ngày thứ hai rồi. Thì cũng như mọi Chủ nhật, đó, chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là có những cái thông tin tài chính nơi bật gì trong tuần này. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau chia sẻ một số những cái thông tin liên quan tới tình hình thị trường và một số những cái tin tức. Cũng như là chúng ta có cập nhật liên quan tới Bitcoin Spot ETF mà thường đã chia sẻ một số chi tiết với các bạn ở trên những mạng xã hội và chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung mình giá tuần này các bạn mỗi chủ nhật rồi chúng ta cùng nhau chung mình giá cho cao demo thì đầu tiên hết đó chúng ta sẽ không nói về tình hình tài chính nói chung tại vì các bạn thấy được là cuối tuần thì thị trường không mở cửa nhưng mà một thị trường không bao giờ đóng cửa đó chính là thị trường crypto các bạn và có thể các bạn không có nghĩ đến nhưng mà thị trường crypto là thị trường duy nhất mà thường biết là mở cửa 24 giờ mỗi ngày và không có đóng cửa ngay cả forex thì cũng đóng cửa cuối tuần như nhiều bạn cũng đã biết và chúng ta thấy được là giá của btc thì thật ra cũng không có sự thay đổi nhiều ngày thứ sáu đó các bạn đã nhớ là chúng ta nhận được thông tin đến từ the wall street journal và họ đã nói là sec nói là những cái đề xuất bitcoin spot etf gần đây đó không đầy đủ dẫn đến thị trường cũng có một cái sự hoảng loạn các bạn và giá btc đã giảm xuống còn mức là khoảng 29.400 nhưng mà sau đó đã nhanh chóng hồi phục trở lại. tại vì mọi người đã hiểu hơn là nó không có tệ như là những cái tiêu đề ở trên báo chí. Nhưng mà các bạn thấy được là sau đó, đó thì giá của BTC cũng không có nhiều sự thay đổi. Cuối tuần này đó thì cũng cỡ đó, khoảng chừng là 30.500 đô các bạn. Hiện bây giờ đó là 30.561 đô. Thị trường crypto nói chung trong vòng 2 4 giờ qua đây thì có xanh có đỏ các bạn. Nhưng mà đỏ thì không phải là đỏ nhiều lắm nhưng mà xanh á chúng ta có những đồng như là COM thì tăng 19.5 các bạn chúng ta có flow tăng 10% những đồng mà xuống nhiều chúng ta có đồng hack xuống 6.8% FTT xuống 7.8 nhưng mà các bạn thấy là FTT cũng đã không có sự tăng trưởng gần đây tại vì có nhiều thông tin là có khả năng là sàn FTX sẽ khởi động lại với cái lãnh đạo mới nhưng mà chúng ta sẽ chờ đợi thêm thông tin Chúng ta sẽ nhìn thấy được là cả trên crypto đó thì vốn hóa không có sự thay đổi trong vòng 24 giờ qua BTC cũng cỡ đó, Ether cũng cỡ đó các bạn Nhưng mà chúng ta thấy được là cũng có một số đồng tăng như thường vừa chia sẻ với các bạn Trong đó chúng ta nhìn thấy được là cái cột 7 ngày qua đó chúng ta có những đồng tăng nhiều Giống như là Litecoin tăng 26.4% Chúng ta có Solana vẫn tăng 13.2% các bạn Và đặc biệt chúng ta có Bitcoin Cash 56.2% tăng trưởng Wow các bạn đã rất rất lâu rồi chúng ta không nói hỏi tới Bitcoin Cash nhưng mà gần đây đó với cái sự sôi động trở lại với lại sàn EDX đã có bốn đồng Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum và Bitcoin đó, thì đã khiến cho Bitcoin Cash và Litecoin đã có sự tăng trưởng không hề nhỏ trong vòng 7 ngày qua. Chúng ta cũng đã từng nói tới thông tin này rồi cho nên thường sẽ không có lặp lại trong video này. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết là cuối cùng đó, thì BTC đã kết thúc tháng 6 là tăng 12% các bạn và đây là một cái sự bất ngờ đối với nhiều người tại vì chúng ta nhìn thấy được là 3 năm trước đó thì năm 2020 21 và năm 2022 đặc biệt đã xuống 37% trong tháng 6 thì nhiều người đã, đã nghĩ là tháng 6 này cũng không ngoại lệ sẽ xuống nhưng mà các bạn thấy là cuối cùng kết thúc tăng 12% nhưng mà những mà nào mà tin tưởng chu kỳ mà 4 năm đó thì cũng đã biết là năm nay chúng ta có nhiều cái sự tương tự giống như năm 2019 và đó cũng là cái năm mà chúng chúng ta đã thấy là tháng 6 đó tăng 26% và đợt này cũng như vậy. Tại vì năm 2019 là chúng ta đã thấy là đó là cái năm hồi phục sau cái mùa downtrend rất là sâu của năm 2018 khi mà giá BTC xuống chỉ còn có khoảng 3.500 đô. Thì nhiều người đó, ngay cả bạn thường thường cũng nghĩ là năm nay chúng ta có nhiều cái sự tương tự. Và nếu như vậy thì năm nay hồi phục tương tự như năm 2019 thì chúng ta sẽ thấy BTC sẽ hồi phục từ cái mức thấp đó là khoảng 15 16 000 đô sẽ tăng lên tới một mức nào đó. Mức đó là bao nhiêu thì đương nhiên làm sao chúng ta biết được nhưng mà tới một mức nào đó thì chúng ta sẽ có một sự điều chỉnh nhưng mà kết thúc năm nay thì vẫn sẽ cao hơn nhiều so với cái mức khởi đầu của năm. Nếu chúng ta thấy năm 2019 lặp lại, tháng 7 này đó thì chúng ta thấy là lịch sử uh, của BTC đó từ năm 2015 tới bây giờ cho thấy được là chỉ có hai năm duy nhất chúng ta có màu đỏ xuất hiện trong tháng 7 mà thôi. Đó chính là năm 2016 và năm 2019 còn là những năm á, thì chúng ta thấy là tháng 7 là một năm rất tốt cho BTC. Chúng ta chỉ mới bước vào mà thôi, hãy xem coi là tháng 7 năm nay sẽ như thế nào. À, nhưng mà đó là kết thúc của tháng 6 các bạn. Chúng ta thấy được là ngay thời điểm bây giờ đó thì chúng ta vẫn tiếp tục chứng kiến là một trong những đơn vị mà vẫn có dấu hiệu bán. Thì bây giờ chúng ta thấy là những cái pool đào Bitcoin đó thì vẫn tiếp tục gửi số lớn BTC đến các sàn giao dịch. Họ đã gửi thêm là 105 triệu đô la BTC đến các sàn giao dịch đây là cái số lượng lớn thứ hai mà được ghi nhận trong lịch sử các bạn con số đó không hề nhỏ đâu như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, cái đường màu xanh này đột ngột tăng lên thì có nhiều bạn hỏi thuận là có phải họ gửi lên và đã bán hay là chưa thì gửi lên là đúng các bạn nhưng mà bán hay chưa thì chúng ta sẽ không có biết được đâu nhưng mà một trong những điều các bạn nên hiểu đó là cái đường màu xanh này luôn có tại vì sao tại vì chúng ta thấy là một cái hội đào BTC thì có chi phí thì bán BTC là một cái hiện tượng chúng ta thấy thường xuyên chỉ là gần đây chúng ta thấy cái hiện tượng đó nó có con số lớn hơn mà thôi, tại vì có thể là giá đã có một cái sự hồi phục và có thể nhiều họ đào họ tích lũy BTC ở những mức thấp, tại vì họ không muốn bán như mức đó, nhưng mà bây giờ họ nhân cơ hội để mà bán một số lượng BTC để có thể là có chi phí trang trải, có thể là họ dùng số tiền đó để mua thêm máy đào BTC. Chúng ta không biết được, nhưng mà chúng ta chỉ biết là hội đào bán là một trong những cái hiện tượng chúng ta thấy thường xuyên và hiện tượng đó đã tăng lên gần đây. Và đây cũng là một trong những điều các bạn nên hiểu đó tại sao mà Bitcoin Halving lại quan trọng đối với giá của BTC tại vì một trong những đơn vị bán thường xuyên đó chính là những hội đào và mỗi lần mà chúng ta có cái Bitcoin Halving mỗi 4 năm thì lúc đó chúng ta thấy là cái số lượng BTC được đào ra một lốc lại giảm đi phân nửa có nghĩa là cái lực bán đó mỗi 4 năm đó thì lại giảm đi phân nửa các bạn và nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn cung trên thị trường dài hạn cho nên nó mới quan trọng. Và chúng ta cũng thấy hiện tượng này đó, được chứng nhận uh, bởi crypto khoan đây là tài liệu trên Classno uh, và một điều nữa là tôi muốn chia sẻ là những bạn nào mà thích sử dụng tài liệu on chain đó mà thích sử dụng Classno thì bên dưới video đó sẽ có cái link cho bạn bấm vào đó là cái link giảm 10% Classno cho những bạn nào mà quan tâm nhưng mà còn về crypto khoan đó, thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ nhìn hai chỉ số xem coi là tài liệu của lasno có đúng hay không thì chỉ số đầu tiên đó chính là minus uh, MPI các bạn đây là một cái chỉ số hiểu đơn giản là họ đo lường trong vòng 12 tháng qua đó thì cái số lượng BTC bán bây giờ nhiều hơn hay là ít hơn cái số trung bình thì khi mà thuận refresh cái trang này lại thì các bạn thấy được là trên màn hình đó có một cái đường màu đỏ đường màu đỏ này đó là đại diện cho mỗi lần mà cái đường màu xanh này cao hơn đường màu đỏ là cái số lượng BTC được bán tương đối bởi những cái miner đó được gửi lên trên sàn là cao hơn trung bình thì các bạn thấy được là gần đây đây hiện tượng đó thì vẫn đang xảy ra hiện tại. Thì các bạn zoom vào đó thì cho tới ngày 29 tháng 6 và trước đó nữa là ngày 19 tháng 6 chúng ta vẫn thấy được cái đường màu xanh này hơn cái đường chấm chấm màu đỏ bên dưới và chúng ta nhìn vào cái số lượng BTC gỡ lên trên sàn trung bình thì chúng ta có thể nhìn thấy được là vẫn có một cái sự tăng trưởng gần đây các bạn thấy là bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 đó thì đã có sự tăng trưởng lên thì cũng chứng minh được là gần đây một những đơn vị vẫn tiếp tục bán thường xuyên đó chính là là những cái hội đào và một điều các bạn cũng nên hiểu những hội đào đó thì đương nhiên họ chỉ có thể bán những gì mà họ đào được và cái số lượng họ tích lũy mà thôi khi mà họ đã bán hết rồi thì cũng không còn gì để bán nữa đây cũng là điều mà chúng ta cũng đã nói tới hồi tháng 11 tháng 12 đây các bạn hãy nhớ là lúc đó chúng ta cũng có rất nhiều thông tin là nhiều hội đào đã bán BTC tại vì lúc đó có thể là họ gặp rất nhiều khó khăn khi mà giá của BTC giảm mạnh và lúc đó chúng ta cũng thấy được là những cái hội đào họ cũng khó để mà kiếm được tiền dòng ngoài có nghĩa là họ vẫn có thể đi vay mượn à, nhưng mà nếu như mà tình hình thị trường không tốt đó thì không có mấy ai cho họ vay mượn thì họ phải bán btc và lúc đó cũng có nhiều người lo lắng nhưng mà thường đã từng chia sẻ với các bạn là tới một lúc nào đó đó họ bán hết btc rồi cũng không còn gì để bán thì lực bán đó cũng sẽ giảm theo thời gian bây giờ các bạn thấy được là lực bán đó thì đang cao nhưng mà một mức nào đó thì họ cũng sẽ ngưng bán mà thôi đó là điều mà các bạn hiểu và một cách nhìn khác nữa đây cũng là một cách để cho những cái hội đào họ phân phối btc Tôi chúng ta đã nhìn thấy được là hồi thứ sáu đó đã có một cây nến đỏ rất là dài xuống rồi sau đó là nhanh chóng tăng ngược cho lên tới mức là 30.700 đô ở từ mức thấp là 29.419 trong thời gian chỉ có vài tới đồng hồ thôi thì có thấy nhiều lệnh đòn bảy bị thanh tí hay không thì câu trả lời là không các bạn chúng ta thấy được là đây là đại diện cho cái số lượng lệnh đòn bảy trên thị trường thì đúng là chúng ta nhìn thấy là cái thời điểm là ngày 29 nha các bạn đó chính là ngày thứ năm tuần vừa rồi nhưng mà thông tin của SEC là ngày thứ sáu là nhưng mà một ngày trước đó chúng ta cũng đã có một số lệnh bị thanh lý Nhưng mà chúng ta zoom ra đó, dài hạn thì các bạn thấy được là Cái đường màu xanh này thì vẫn là xu hướng tăng trưởng Có nghĩa là chúng ta vẫn thấy ngày lại càng có nhiều lệnh đòn bảy trên những sàn hơn Chúng ta đã tăng lên từ cái mức thấp đó là khoảng chừng cái thời điểm là tháng 3 các bạn Sau đó lệnh đòn bảy đã tăng lên trên những sàn Và chúng ta đang nói tới là những lệnh đòn bảy liên quan tới BTC và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được một tài liệu nữa đó chính là cái phần trăm đòn bẩy sử dụng thì ra sao thì cũng tương tự các bạn. Từ tháng 4 tới bây giờ đó, thì đường màu xanh này vẫn tăng lên và cũng như là Thuận dự chia sẻ đó ngày 29 thì chúng ta có một cái sự giảm xuống nhưng mà xu hướng thì vẫn là xu hướng tăng có nghĩa là chúng ta vẫn còn có nhiều lệnh đòn bẩy ở trên thị trường và chúng ta vẫn thấy được là cái phần trăm đòn bẩy đó cũng không phải thấp đâu các bạn vẫn đang trên con đường tăng lên. Và nếu như chúng ta nhìn vào tài liệu đến từ class xem coi hiện bây giờ đó thì mọi người sử dụng đến đồng bảy là long nhiều hay là sốt nhiều thì chúng ta có thể nhìn thấy được tài liệu này ở trên class chúng ta nhìn vào long short ratio thì trong thời gian 4 giờ qua đó thì cũng như vậy các bạn hầu như là 50 50 50.23% đó là lệnh long 49.7% là lệnh short và chúng ta nhìn vào tài liệu trong vòng 12 giờ qua thì cũng tương tự các bạn Gần như 50-50 và một ngày qua thì cũng như vậy Nói chung bây giờ vẫn chưa có nghiêng về một phía nào hết và chúng ta cũng có một cái uh, cập nhật cuối ngày thứ sáu đó thuận đã chia sẻ trên những mạng xã hội với các bạn trước khi mà chúng ta tiếp tục đó thì uh, thuận muốn dành một ít thời gian nhân dịp mừng sinh nhật 6 năm thành lập của kênh thuận capital trong tháng 7 này đó thì trước tiên thuận muốn cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với thuận capital trong vòng bao nhiêu năm qua và năm nay đó thì okx là một chuyên đối tác của kênh sẽ đồng hành tài trợ chương trình trao nhận quà tặng hấp dẫn với những món đồ công nghệ mới với một số voucher cho các bạn có thể tham gia chương trình này Sơ qua đó thì ở đây là một cái cuộc thi giao dịch bạn có volume giao càng lớn đó thì sẽ nhận được càng nhiều vé sổ số, số để mà tham gia. Các bạn đăng ký một tài khoản mới qua link của Thuận Capital hay các bạn đang sử dụng tài khoản mà đã từng đăng ký qua link của Thuận Capital đều có thể tham gia được. Cơ cấu giải đó thì rất là hấp dẫn các bạn. Có một iPhone 14 Pro Max 128GB, một iPad Air 5, một Apple Watch và cùng nhiều voucher giá trị. Thời gian đăng ký đó là đến hết ngày 23 tháng 7 này thường cũng sẽ để cái link liên kết ở phần dưới mô tả này để các bạn có thể tham khảo cũng như là xem chi tiết các sự kiện các bạn mới thì có thể đăng ký với cái link của OKX nằm ở bên dưới. Nếu các bạn thấy tiện thì có thể chia sẻ tới bạn bè giúp Thuận bài Facebook của chương trình này. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ Thuận Đồ trong vòng bao nhiêu năm qua và thường sẽ có thêm nhiều thông điệp về kỷ niệm 6 năm trong thời gian tới đây. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục trở lại với những thông tin nổi bật trong video này nhưng mà trước hết thì có nhiều bạn nói thuận nên bận những cái áo sặc sỡ một chút để btc rực rỡ các bạn thì thuận cũng đã cố gắng kiếm những cái áo rực rỡ để mà bận trong video ngày hôm nay thật ra đó thuận thì chỉ thích bận một vài cái áo thôi nhưng mà nào mà theo dõi kênh của nó biết là thuận hầu như chỉ có hai ba cái áo mà bận tới bận lui hoài tại vì nó thật sự là rất là thoải mái các bạn những cái áo cũ thì nó thoải mái hơn và thuận cũng không có muốn tốn thời gian mỗi buổi sáng để mà xem công mình nên bận áo gì <laughs> cho nên các bạn chỉ thấy những cái áo đó mặc tho lui hoài nhưng mà thường sẽ cố gắng kiếm những cái áo khác bận để BTC có cái sự rực rỡ hơn. Rồi chúng ta đã thấy được um, ngày thứ sáu đó, ngay sau khi chúng ta nhận được thông tin đến từ Wall Street Journal là SEC nói những cái đề xuất Bitcoin Spot ETF gần đây là không đầy đủ và chi tiết hơn đó. Những cái đề xuất đó, tuy là đề cập đến là có một cái thỏa thuận chia sẻ tài liệu trading nhưng mà không nói là thỏa thuận đó là với sàn nào. Thì cuối cùng đó, chúng ta đã thấy được là những cái sàn giao dịch đã nhanh chóng gửi tài liệu trở lại cho SEC. Trong đó chúng ta có những cập nhật như sau. Chúng ta có đầu tiên hết là Fidelity, Wisdom Tree, Invesco, Vanek Họ đã chỉnh sửa đề xuất Bitcoin Spot ETF của họ Và đã nộp trở lại cho SEC ngày thứ sáu rồi Họ hoạt động rất là nhanh luôn các bạn ARK Invest thì cũng sửa đổi đề xuất nhưng là chỉnh lại phiên bản hiện tại Điều này có nghĩa là SEC đã không trả lại đề xuất của ARK Invest vì vậy đó, theo quan điểm thời gian thì nếu như mà chúng ta có một cái Bitcoin Spot ETF được cấp thuận đó thì Org Invest của Cathie Wood sẽ là công ty đầu tiên. Thì để các bạn hiểu rõ hơn đó là trên Twitter đó James Safar cũng đã chia sẻ chi tiết. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu được chia sẻ thì các bạn thấy là cái đề xuất Bitcoin Spot ETF của Invest thì họ để là amendment có nghĩa là chỉnh sửa lại đề xuất hiện tại. Còn những đề xuất khác đó thì họ để là initial có nghĩa là họ phải nộp trở lại. Thì các bạn nghĩ là cái sàn giao dịch họ Newton là sàn gì các bạn? Đương nhiên không ai khác hơn đó chính là sàn Coinbase các bạn. Coinbase là cái sàn giao dịch mà đã được bổ sung vào những cái quỹ Bitcoin Spot ETF này. À, các bạn thấy một điều đó là cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe nói tới từ BlackRock BlackRock thì bây giờ thì vẫn chưa chỉnh sửa lại văn bản của mình nhưng mà đương nhiên đó là thông tin hồi thứ sáu rồi chúng ta thấy là cuối tuần thì đương nhiên BlackRock không hoạt động thì không biết là ngày mai mở cửa đó BlackRock có nộp lại hay là không nhưng mà trên trang Nasdaq đó thì cái trạng thái của cây đề xuất của BlackRock đó là đang chờ xử lý Điều quan trọng đó cần lưu ý là SEC chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào hết các bạn Tất cả thông tin chúng ta nhận được cho tới bây giờ đều từ tạp chí Wall Street Journal Nhưng mà đối với những hành động gần đây của những cái quỹ đầu tư đó thì chúng ta cũng đã hiểu là rất có nhiều khả năng lớn là có cái phần thật trong đó chứ nếu không những cái công ty này cũng không có rảnh đâu mà họ chỉnh sửa lại đề xuất rồi nộp trở lại các bạn và phải làm nhanh chóng như vậy à, chúng ta thấy được là một đề xuất khác đó cũng được chỉnh sửa lại đó chính là đề xuất của Bitwise nhưng mà đề xuất này thì không có nói là ngôn ngữ thoa thuận chia sẻ trong đó cho nên tôi cũng không biết là Bitwise sẽ có những chiến lược như thế nào nhưng mà những cái quỹ khác đó thì ngoại trừ BlackRock ra đều đã nộp trở lại rồi và tất cả đều để tên Coinbase là cái sàn mà sẽ cung cấp giao dịch để cho giám sát các bạn Nhưng mà không rành thì cái thông tin mà SEC cần là gì có nghĩa là đối với một quỹ đầu tư đó thì các bạn đã thấy là trước đây đã cũng đã có nhiều quỹ đã đệ đơn để có một cái Bitcoin Spot ETF nhưng mà một trong những cái sự lo lắng của SEC đó là làm sao để biết được là trong thị trường ngay thời điểm nào đó có sự làm giá hay là không thì để có được cái thông tin đó thì phải có một sàn nào đủ lớn cung cấp tài liệu giao dịch rồi tài liệu đó nó phải được phân tích bởi một cái phần mềm nào đó để xem coi là những cái volume giao dịch đó có vấn đề gì hay là không, có gì khác thường hay không. Và các bạn đã biết là những cái quỹ đầu tư này đó họ đã có hợp đồng với lại Nasdaq Nasdaq sẽ cung cấp cái phần mềm đó nhưng mà đương nhiên trên Nasdaq thì đâu có giao dịch BTC đâu các bạn, cho nên cần phải có thêm một sàn giao dịch đủ lớn để cung cấp tài liệu giao dịch để có thể được giám sát bởi phần mềm của Nasdaq thì chúng ta hãy được cái sàn giao dịch mà được Newton đó chính là Coinbase. Và đương nhiên các bạn thấy là không phải sàn nào đó cũng muốn tham gia vào một cái thỏa thuận chia sẻ này đâu tại vì có thể nhiều sàn họ có giao dịch giả vân à, vân. Thì câu hỏi bây giờ đó là SEC luôn nói là cần phải có một cái sàn giao dịch đủ lớn để cung cấp tài liệu để cho họ cảm thấy an tâm thì họ chưa bao giờ chia sẻ chi tiết là đối với họ đủ lớn là như thế nào. Sàn Coinbase có đủ lớn hay là chưa? Thì đừng chia sẻ một góc nhìn khác với các bạn. Đây cũng là một cái thuyết khác được chia sẻ bởi James for Thì cái mà chúng ta nên hiểu đây đó là hiện bây giờ có rất nhiều những quỹ uh, Bitcoin spot ETF đang chờ đợi được xử lý và có thể còn có nhiều quỹ hơn nữa. Chúng ta nhìn thấy bàn hình đó, chúng ta có một số những cái tên tuổi uh, mà đã quen thuộc trước đây. Hiện bây giờ họ vẫn chưa có đệ đơn trở lại. Chúng ta gần đây nghe nói tới từ uh, Wisdom Tree, từ Blackrock vân vân. Nhưng mà bên trên này các bạn thấy chúng ta cũng có những cái công ty uh, như là chúng ta nói tới Global Expert Contrast chúng ta có Valkyrie, One River, chúng ta có NYDAG toàn những công ty lớn khác mà vẫn chưa có thật sự đã đệ đơn trở lại thì cái nhu cầu để có một cái bitcoin etf đã có từ rất lâu rồi các bạn nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa được thông qua thì đợt này đó với cái thỏa thuận chia sẻ thông tin đến từ Coinbase và phần mềm từ Nasdaq thì có đủ để thông qua hay là không thì câu hỏi bây giờ vẫn là xoay quanh là SEC nghĩ gì về Coinbase Coinbase hiện bây giờ đó thì đang bị kiện bởi SEC và họ cung kiện SEC ngược trở lại vì không có chia sẻ rõ ràng luật chứng khoán áp dụng như thế nào đối với lại crypto thì các bạn thấy là đối với hai bên vẫn đang kiện tụng như vậy đó thì SEC có đồng ý cho phép Coinbase là đơn vị đó hay là không thì câu trả lời là nếu như mà SEC thật sự là một cái đơn vị mà không thiên vị, một cái đơn vị trung lập thì những gì đang xảy ra giữa SEC và Coinbase sẽ không liên quan gì đến BTC. Tại vì SEC chỉ kiện Coinbase là cung cấp dịch vụ giao dịch cho những chứng khoán chưa đăng ký và họ nêu tên một số đồng trong đó các bạn đương nhiên trong đó không có đồng BTC rồi tại vì BTC được xem như là một cái tài sản được xem như là một cái hàng hóa ngay cả scc cũng nghĩ như vậy thì câu hỏi kế tiếp là con base có đủ lớn hay là không thì thực tế đó chúng ta đã biết là nếu như dựa theo volume giao dịch btc thì volume lớn như bây giờ đó khối lượng lớn nhất bây giờ thì vẫn nằm ở trên sàn binance nhưng mà các bạn nên hiểu đó là volume như sàn binance thì phần lớn là dựa vào đồng stablecoin các bạn và phần lớn là dựa vào đồng Tether USDT Nếu mà chúng ta chỉ nói riêng về những sàn giao dịch spot có volume giao dịch lớn so với lại đồng đô la các bạn Nghĩa là giao dịch trực tiếp với đồng đô la Thì Coinbase bây giờ đã vẫn chiếm vị trí thứ nhất các bạn Có tới 40% cổ phần chúng ta có Kraken chỉ vị trí thứ nhì là 22% có nghĩa là những cái cặp giao dịch trực tiếp với USD đó thì Coinbase bây giờ vẫn là cái sàn mà có volume lớn nhất nếu chúng ta chỉ tính vào đồng đô la mà thôi và chúng ta cũng đã từng thấy được là khi mà SEC cho thông qua Bitcoin Futures ETF như là dựa vào giá của Futures đó, thì lúc đó chúng ta vẫn chưa thấy có bất cứ một sàn giao dịch nào nói là họ sẽ cung cấp tài liệu giao dịch nhưng mà tại sao SEC lại cho thông qua tại vì SEC nói là tuy là không có một sàn nào đủ lớn thời điểm đó đồng ý cung cấp dịch vụ chia sẻ thông tin giao dịch nhưng mà sàn cme đó volume so với lại cái sản phẩm bitcoin futures thì CME là có volume lớn nhất cho nên SEC đó đã cho thông qua chỉ dựa vào cái quan điểm đó mà thôi và thêm vào đó nữa chúng ta đang thấy đó là ở trong cái văn bản kiện chính thức của SEC đối với lại Coinbase thì họ cũng đã nói đó, lý do họ kiện Coinbase là tại vì Coinbase là cái sàn giao dịch lớn nhất ở Hoa Kỳ có hơn 108 triệu users và hàng ngày đó xử lý hơn hàng tỷ đô la volume giao dịch cho nên Coinbase là một sàn lớn, sức ảnh hưởng rất là lớn và đang cho giao dịch những cái chứng khoán chưa đăng ký Vì lý do đó họ kiện Coinbase thì ngay cái SEC họ cũng ít nhiều gì công nhận Coinbase là sàn lớn nhất tại Hoa Kỳ và sàn lớn nhất bây giờ nếu như tính giao dịch như thường chia sẻ đó so với đồng đô la thì cái này có đủ hay không đó thì Chúng ta phải chờ xem cái quan điểm của SEC như thế nào. Nhưng mà nếu như nói SEC chấp nhận Coinbase là cái công ty chính thống chia sẻ tài liệu với cái thỏa thuận với Nasdaq đó, thì cũng không gì gọi là lạ đâu. Họ sẽ dựa vào những gì mà họ nghĩ về Coinbase trước đây dùng đó để mà làm lập luận là Coinbase đủ lớn để cung cấp Thông tin chia sẻ dựa theo thỏa thuận với NASDAQ. Cái mình thường muốn nói đây với các bạn là SEC nếu muốn cho thông qua một bitcoin spot ETF thì họ sẽ có cái lý do để họ cho thông qua mà không ai sẽ có bất cứ cái phàn nạn nào hay là có khiếu nại nào. Nếu như mà họ không muốn cho thông qua họ cũng sẽ có cái lý do riêng của họ quan trọng là SEC có muốn cho thông qua hay là không.